Thấy gì qua lá thư chung của các tổ chức NGO gửi Tổng thống Hoa Kỳ trước chuyến thăm Việt Nam. Lợi dụng sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến thăm Việt Nam vào ngày 10 tháng 9, một số tổ chức NGO đã viết thư chung gửi Tổng thống để bày tỏ mối quan hệ sâu sắc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, như lợi dụng các điều luật để bỏ tù những người bất đồng chính kiến và hạn chế đáng kể quyền tự do báo chí, cũng như quyền tự do ngôn luận và quyền thông tin. Sử dụng luật an ninh mạng năm 2019 để kiểm duyệt thông tin trực tuyến, buộc các công ty Internet phải xóa bỏ nội dung bị coi là bất hợp pháp, tiến hành đàn áp xuyên quốc gia. Rồi họ đưa ra đề nghị Tổng thống Joe Biden gây áp lực can thiệp và sửa đổi các điều luật mang tính chất đàn áp, bao gồm Điều 117 và Điều 331 của Bộ Luật Hình sự và Luật An ninh mạng, chấm dứt hành vi đàn áp xuyên quốc gia và trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm, thả tự do cho tất cả 41 nhà báo bị giam giữ, gặp gỡ gia đình các tù nhân chính trị để nghe những lời trần tình của họ về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Rõ ràng, những quan hệ sâu sắc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam mà các NGO bày tỏ với Tổng thống Mỹ chẳng có gì mới, chỉ là sự lặp lại những luận điệu xưa cũ đánh giá phiến diện một chiều về nhân quyền Việt Nam, nhiều vấn đề mang tính quy kết với những nội dung không trung thực, không có sự khảo sát thực tiễn để đánh giá một cách khách quan, từ đó xuyên tạc vu khống Việt Nam vi phạm nhân quyền trong bao nhiêu năm qua của các tổ chức không thân thiện với Việt Nam. Luận điệu Việt Nam đã lợi dụng các điều luật để bỏ tù những người bất đồng chính kiến là sự vu khống trắng trợn. Người bất đồng chính kiến là người có những ý kiến khác, thậm chí trái với chủ trương chính sách cụ thể của Đảng và Nhà nước. Nhưng những ý kiến này phải mang tính chất phản biện với mục đích, động cơ đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước để nhằm xây dựng, sửa đổi chính sách và làm tốt hơn vai trò lãnh đạo, quản lý đất nước. Xin khẳng định rằng ở Việt Nam, chính quyền không bắt giữ, xét xử, buộc tội những người như vậy. Mọi người dân đều có quyền bày tỏ ý kiến, trong đó có những người có ý kiến khác, thậm chí trái với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước là việc bình thường. Những nhân vật mà các NGO nêu ra trong thư là Đinh Thị Thu Thủy, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân, Phạm Thị Đoan Trang là những đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam, những kẻ cơ hội chính trị, cực đoan, bất mãn, suy thoái, biến chất, thường xuyên hoạt động chống phá chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bí mật hoặc công khai cộng tác với các phần tử bất mãn hoặc cấu kết với các thế lực thù địch bên ngoài để chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam, liên bị luật pháp chính trị. Còn những Đặng Đình Mạnh, Mai Phan Lợi, Hoàng Thị Minh Hồng, Ngụy Thị Khanh đều phạm tội trốn thuế đã được điều tra, truy tố và xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Với các tài liệu chứng cứ kết tội rõ ràng khách quan, Ngụy Thị Khanh phạm tội trốn thuế với số tiền 456 triệu, Mai Phan Lợi, Bạch Hồng Dương trốn thuế gần 2 tỷ đồng và Đặng Đình Bách là 1,38 tỷ đồng. Các thông tin mà các NGO cung cấp cho Tổng thống Hoa Kỳ là những thông tin sai lệch, thiếu khách quan về tình hình nhân quyền tự do báo chí ở Việt Nam. Vấn đề dân chủ nhân quyền là một vấn đề lớn, không một quốc gia nào dám tự coi là đã thực hiện một cách hoàn hảo. Mỗi quốc gia thực hiện dân chủ nhân quyền còn tùy thuộc vào tình hình chính trị xã hội, sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật, trình độ phát triển kinh tế, xã hội, truyền thống, phong tục, tập quán và trình độ dân trí. Đảng, Nhà nước Việt Nam đã xác định rõ, bảo đảm quyền con người là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, là mục tiêu lý tưởng của Đảng, đồng thời là động cơ của chế độ. Vì thế, Nhà nước Việt Nam đẩy mạnh và coi trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ quyền con người, củng cố, tăng cường các thể chế chính sách của Nhà nước nhằm thúc đẩy thực thi quyền con người, bảo đảm thực hiện đầy đủ hơn, tốt hơn các quyền tự do chính đáng của nhân dân. Việc làm của những NGO này không chỉ đòi Tổng thống Mỹ can thiệp vào hoạt động lập pháp, tư pháp của Việt Nam, mà còn đòi ông ta làm một điều trái ngược với chính quan điểm tam quyền phân lập của chính nước Mỹ. Điều này cho thấy chính những tổ chức này đang không biết họ đứng ở đâu, nhân danh cái gì và cách thức thực hiện không khác nào. Họ đang sống ở thời thực dân đế quốc đã qua và trong mắt họ, nước Mỹ của họ toàn năng một tay che trời.